Rồi chúng ta đảo lại cái bài học đó. Thì lúc nãy thầy nói tới cái phương trình cố biến số phân ly hay còn gọi là phương trình tách biến đó. Tiếp theo là cái ví dụ 3.5. Thì 3.5 thì nó chưa có tách biến được. Thấy không? Nó chưa có tách biến, tức là mình thấy là cái đi với cái dx á thì nó lại có cái dính cái y. Còn đi với cái DI thì nó lại có dính với x nè, cho nên nó để nó là trở thành phương trình cố biến số phân ly á, để nó trở thành phương trình cố biến số phân ly. Alo, các em có nghe không ạ? Nghe chưa? Dạ nghe thầy ơi. Dạ có thầy ơi. Rồi đảo lại mình tiếp tục cái ví dụ 3.5 ha. Thì ở chỗ ví dụ 3.5 á thì cái phương trình này nó là chưa chưa có phân ly. Chưa có phân ly. Lý do là chỗ này á là đi với cái dx á thì nó lại có cái y. Còn đi với dy á thì nó lại có cái biến x ở đây. Không. Cho nên nó để cho nó phân ly á, thì mình phải làm sao để cho là cái đi đi với cái DI á thì nó chỉ còn toàn cái biến y thôi, còn đi với x á, thì nó chỉ là một biểu thức thừa x thôi. Đấy. Cho nên là mình phải chia hai vế cho cái tích của hai cái biểu thức này, tức là cái biểu thức căn bậc 2 của một trừ y bình á, với căn bậc 2 của một trừ y bình á, mình chia cho tích của hai cái số này. Nhưng mà để làm được điều đó thì đầu tiên đó là mình phải xét cái trường hợp để cho hai cái thằng này nó bằng không. Thì theo cái đề bài đó thì nó cho là cái x đó là nó nằm ở trong cái khoảng từ trừ 1 đến 1. Và nếu mà x nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1 có nghĩa là x bình phương đó là nó nhỏ hơn 1. Cho nên là 1 trừ x đó là nó 1 trừ x đó là nó đã dương rồi. Cho nên cái căn này là nó khác không rồi. Chỗ này nó khác không rồi. Cho nên là để chia cho tích của, tức là mình chia cho cái biểu thức này đó, tích của hai cái thằng này đó, thì mình phải xét cái điều kiện là cái biểu thức này nó bằng không hoặc là khác không. Cái trường hợp bằng không đó, thì nó xảy ra đó là ở đây đó là nếu mà mình cho cái biểu thức này nó bằng không á thì y nó sẽ bằng một hoặc là bằng trừ một. Cái này mình đọc là y bằng một hoặc bằng trừ một. Thường cái này mình đọc nhanh nên mình đọc là y bằng cộng trừ một, không? Thì cái đó có nghĩa là gì? Y bằng 1 hoặc y bằng trừ 1. Đấy, thì y bằng 1 thì nó lại lại là một cái hàm hàm hằng. Tại vì cái phương trình di phân là mình tìm cái hàm mà. Nghiệm của nó là một cái hàm. Đấy, thì đây là một cái hàm hằng. Hàm hằng này thì mình đảo hàm lên thì nó bằng không. Tức là khi mình thế vô thì cái mình thế vô thì biểu thức này nó bằng không nè. Và cái này là DI thì nó liên quan đến đạo hàm của Y nó nên cũng bằng không luôn. Thấy không? Bằng không luôn cho nên nó thỏa. Và với Y bằng trừ 1 thì nó cũng tương tự như thế. Cho nên là Y bằng cộng trừ 1 nó chính là nghiệm của phương trình đã cho. Đó. Còn, còn trường hợp thứ hai, nếu mà mình xét cái này nó khác không, thì do cái biểu thức căn bậc 2 này nó phải có nghĩa. Căn bậc 2 này có nghĩa là 1 trừ Y bình, 1 trừ Y bình đó, là nó phải lớn hơn bằng không. Mà 1 trừ y bình lớn bằng không thì có nghĩa là y bình đó là nó sẽ nhỏ hơn bằng 1. Tức là y nó sẽ lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Nhưng mà tại cái dấu bằng này mình đã xét rồi, cho nên mình xét cái trường hợp còn lại đó là nó nằm ở trong cái khoảng này thôi. Tức là y lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 1. Thì lúc này cái biểu thức này nó dương. Cho nên mình sẽ chia hai vế của cái phương trình ở trên đây đó là cho cái biểu thức tích này. Chia cho biểu thức tích này. Thì lúc này á là đi với cái dx á, đi với dx thì nó là một cái biểu thức theo x thôi. Thấy không? Và đi với dy thì nó là một biểu thức theo y thôi. Đó, thì đây là phương trình có biến số phân ly. Và do đó thì ở đây mình lấy tích phân hai vế. Thì cái tích phân bên vế trái á, thì nó là tổng của hai tích phân này. Còn bên vế phải thì nó là tích phân của không thì nó ra hàng số C. Đó thì như vậy thì khi mà mình lấy tích phân á, thì cuối cùng nó ra được cái biểu thức này, căn bậc 2 của 1 trừ x bình cộng căn bậc 2 của 1 trừ y bình nó bằng c.
Thì cái tích phân này tại sao nó ra như thế này thì thật ra là mình giải theo kiểu là mình đổi biến. Đổi biến tức là ở đây các em sẽ đặt cái bậc 1 trừ x bình đó là bằng 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 u, thấy không? Đổi biến. Đổi biến thì mình sẽ tính được cái tích phân này thôi. Và cuối cùng đó là mình cái luận nghiệm tổng quát của phương trình nó sẽ là cái này. Đó, là biểu thức này. Thì có những cái trường cái y bằng cộng trừ 1 thì nó cũng là nghiệm của phương trình. Nhưng mà nó không phải là nghiệm riêng. Tức là nghiệm riêng á là từ cái nghiệm tổng quát này nè, mình cho C là một cái số nào đó thì nó ra được cái nghiệm riêng. Nhưng mà bây giờ là cái C này nếu mà mình cho bằng một cái giá trị nào đó thì nó không có ra cái nghiệm này. Đó, thì cái nghiệm này nó còn gọi là nghiệm kỳ dị. Nha, nghiệm kỳ dị của phương trình. Thì đó là cái ví dụ 3.5. Đó, thì bây giờ mình sẽ ra sang một cái dạng khác gọi là hệ phương trình vi phân cấp 1 đó, mà cái dạng khác đó gọi là hệ phương trình vi phân tuyến tính. Và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thì nó sẽ có cái dạng như thế này. Nó có cái dạng thế này nha. Tức là y phẩy rồi cộng cho bx nhân y rồi bằng qx. À, thì cái phương trình này nó gọi là phương trình vi phân cấp tuyến tính cấp 1. Thì ở đây đó là cái bx với cái qx ấy, là nó là cái hàm số liên tục. Thì ở cái hàm số liên tục là hàm như thế nào thì mình đã học cái chương 1 rồi. Tức là cái lim cái giới hạn của hàm số và lúc nào rồi nó cũng bằng giá trị của hàm số. Không? Thì cái hàm nó gọi là hàm liên tục. Thì cái phương trình vi phân mà nó có dạng như thế này đó thì mình gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Còn nếu mà cái thằng q này đó, thằng q này nó bằng 0 á thì mình gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thuần nhất. Nếu mà cái thằng qx bằng 0 á thì mình thêm cái chữ thuần nhất vô. Còn nếu nó khác không thì mình gọi là phương trình vi phân tuyến tính thôi. Tuyến tính cấp 1 thôi, thấy không? Đấy. Và người ta chứng minh được là cái nghiệm tổng quát của cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 này nè, nó sẽ có cái dạng, nó sẽ có cái dạng là cái này. Đấy. Nó dạng là cái này. Thì chúng ta phân tích cái công thức này một tí. Đấy, tức là đầu tiên á là trong cái phương trình này á, là mình sẽ biết được cái bx. Bx là một cái hàm hay là một cái biểu thức mà theo x á, thì bây giờ mình lấy nguyên hàm của nó, lấy nguyên hàm của bx này. Nhưng mà lấy nguyên hàm này thường là mình sẽ lấy nguyên hàm thì nó sẽ có c, nhưng mà trong cái chỗ này đó là mình sẽ lấy nguyên hàm này là không cần hàm số c, có nghĩa là mình cho c bằng không, rồi sau đó là mình gắn vô, mình làm cho nó thành cái số mũ của e, mình gắn vô cái nhân vô thêm cái qx, mình lại lấy tiếp tục lấy nguyên hàm thêm cái nữa. Không, lấy nguyên hàm thêm cái nữa. Không. Và thường là cái chỗ này mình cũng lấy c bằng không luôn. Rồi sau đó mình mới cộng c vô. Đó thì như vậy thì ở đây mình đã lấy được hai cái nguyên hàm. Nguyên hàm của bx và nguyên hàm của q nhân e mũ nguyên hàm bx. Đấy chưa? Rồi ngoài này á, thì mình lại lấy nguyên hàm của bx rồi thêm dấu trừ vô và nhân cho e, tức là e mũ trừ tích phân của bx thì đấy, rồi sau đó mình sẽ nhân thêm cái cụm ở trong đây nữa thì nó ra nghiệm tổng quát. À, thì cái công thức này nó cũng hơi khó nhớ, thấy không? Tại vì nó sẽ có ba dấu tích phân, mà hai dấu tích phân ở trong dấu ngoặc á, thì nó không có dấu trừ, dấu tích phân ngoài nó có dấu trừ, thấy không? Đấy, thì bây giờ mình thử giải một cái ví dụ về cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Để ví dụ về phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Đấy, thì ở đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thì ở đây mình thấy là cái biểu thức đi với y á, biểu thức đi với y, biểu thức mà đi với y là biểu thức này. Thấy không? Đây là trừ trừ 2x, tức là chỗ này cái bx nó chính là trừ 2x.
Còn cái QX á, QX á thì nó lại bằng X. QX nè, chỗ này là QX nè, không? Chỗ này là BX nè, BX, QX, nghe chưa? Và cái nghiệm tổng quát của phương trình đó là mình sẽ ghi cái công thức nghiệm của nó lại, công thức nghiệm của nó trên đây lại, ghi xuống đây lại, không? Ghi lại, cái này mình viết lại thôi. Rồi sau đó mình mới thế số vô, mình thế cái biểu thức vô, thì cái BX của mình nó là bằng trừ 2X. Thì cái chỗ này nó là tích phân của BX, TX. Thì ở trước nó có dấu trừ cho nên là dấu trừ mình đem vô chung luôn thì nó còn là tích phân của 2X, TX. Đúng không? Tích phân của 2X, TX. Còn cái chỗ này đó, chỗ này là tích phân của BX, TX mà BX thì bằng trừ 2X cho nên ở đây mình thế trừ 2X vô mình đem dấu trừ ra khỏi dấu tích phân thì nó ra này. Đó. Còn cái QX đó thì mình sẽ thay bằng cái X này thôi. Đó. Và tiếp theo nữa đó, tiếp theo nữa là mình sẽ tính tích phân. Thì ở đây mình sẽ có cái tích phân của gì? Tích phân của 2x dx. Thì tích phân này nó ra là x bình phương. Đúng không? X bình phương cộng c đó. Mà thường là mình lấy c bằng lấy c bằng không luôn. Đấy, cho nên là chỗ này đó là ra là e mũ x bình, e mũ x bình. Còn cái chỗ này đó thì nó cũng ra là x bình phương luôn, x bình phương nhưng mà trước có dấu trừ cho nên nó là trừ x bình phương. Cho nên chỗ này nó chính là e mũ trừ x bình. E mũ trừ x bình. Đó, vậy thì cái chỗ này đó là nguyên cái cụm này đó, nguyên cái cụm này là gì? Nguyên cụm này trở thành là x nhân cho e mũ trừ x bình dx. Và tiếp tục mình lấy nguyên hàm của thằng này. À, tức là mình lấy nguyên hàm của gì? Nguyên hàm của là x nè nhân cho e mũ trừ x bình dx. À, thật ra tính nguyên hàm này đó là em chỉ cần đổi biến thôi, tức là đặt t bằng trừ x bình đúng không? Trừ x bình thì dt á, thì nó sẽ bằng là trừ 2x dx. Tức là x dx nó sẽ bằng gì? X dx á thì nó sẽ bằng là trừ dt chia 2. Trừ dt chia 2. Cho nên là chỗ này nó sẽ trở thành gì? Chỗ này mình có x nè, dx nè. Mình sẽ thay thay bằng trừ dt chia 2. Tức là trừ 1 2 mình đem ra ngoài. Thì chỗ này nó còn lại là e mũ t dt. E mũ t dt đúng không? Dt nhân cho 1 phần 2 trừ 1 2 đó là chính là trừ dt chia 2 đó. Thì cuối cùng nó ra là trừ 1 phần 2 e mũ t. E mũ t. Đấy. Mà e mũ t nó chính là t nó chính là trừ trừ x bình cho nên ở đây mình ghi là trừ 1 phần 2 e mũ trừ x bình. Đúng không? Đấy, trừ 1 phần 2 e mũ trừ x bình nè. Thấy chưa? Ra kết quả. Rồi như vậy thì khi tới tới đây đó, tới đây đó thì mình lại nhân nhân vô nhân nhân cái biểu thức này vô ngoặc. Okay, kéo một cái nó chạy xa quá rồi. À, tới đây là mình sẽ nhân cái biểu thức này vô ngoặc. Cái e mũ x bình phương. E mũ x bình phương này mình sẽ nhân vô đây. Nhân vô đây để bỏ vô ngoặc ra. Thì nhân vô đây thì e mũ x bình phương nhân cho e mũ trừ x bình phương thì nó bằng 1. Phải không? E mũ x bình phương nhân cho e mũ trừ x bình phương thì nó bằng 1. Đấy, rồi nhân cho trừ 1 phần 2 thì nó là trừ 1 phần 2. Còn e mũ x bình phương mà nhân cho C thì nó là C e mũ x bình phương thôi. Vậy thì nghiệm tổng quát của phương trình nó sẽ là cái này. Đấy không? Đấy. À, tương tự như vậy thì cái ví dụ 3.7, ví dụ 3.6, ví dụ mà thầy tô màu vàng vàng đó thì các em lưu ý một chút nha.
cái ví dụ 3.7 nên nó cũng là phương trình di phân tuyến tính cấp 1. Phương trình di phân tuyến tính cấp 1, và em nhìn vô đây thì em thấy là chỗ này nó là bx, đúng chưa? Bx. Còn chỗ này nó chính là qx. Đó. Thì bx nó sẽ là 2x, còn qx nó sẽ là cái này. Đó. Thì bây giờ cái nghiệm tổng quát của nó thì mình ghi công thức nghiệm lại nè, ghi công thức nghiệm lại. Ghi công thức nghiệm lại. Rồi. Sau khi mình ghi công thức nghiệm lại thì mình mới thế số vô, thế cái biểu thức vô. Cái bx thì mình sẽ ghi là 2x, nhưng mà đây là trừ tích phân của bx dx, cho nên nó chính là trừ tích phân của gì, của 2x. Trừ tích phân của 2x, thấy không? Trừ tích phân của 2x. Còn ở đây là cái qx đó thì mình ghi lại nè, qx mình ghi lại nè. Còn ở đây là e mũ tích phân của bx. Bx thì nó là 2x. Bx nó là 2x, thấy không? 2x đây. Và sau đó là mình lấy tích tích phân. Tích phân của 2x ấy thì nó bằng x bình phương thôi, x bình phương. Vậy thì chỗ này nó chính là e mũ x bình phương. Còn chỗ này nó cũng là e mũ trừ x bình phương. Nhưng mà trong cái qx á, qx thì nó có e mũ trừ x bình phương rồi. E mũ trừ x bình phương mà nhân cho e mũ x bình phương ấy thì nó bằng 1. Đấy. Đấy, tức là e mũ trừ x bình phương nè. Em nhân cho e mũ x bình phương thì nó sẽ bằng e mũ trừ x bình phương cộng x bình phương, đúng không? Tức là bằng e mũ không. E mũ không là bằng 1, đúng không? E mũ không bằng 1. Đấy, cho nên là chỗ này đó là nó trở thành là cái tích phân này nó trở thành tích phân của x thôi, thấy không? Mà tích phân của x đó thì nó lại bằng là x phương chia 2 đó, x phương chia 2. Và sau đó là chỗ này mình có thể nhân cái e mũ x vô, e mũ trừ x phương vô, nhưng mà không không cần thiết như thế, tại vì khi mà em nhân vô thì nó sẽ phức tạp hơn, cái công thức nó sẽ gắt gói hơn. Mình tới đây mình kết luận được rồi, vậy nghiệm của phương trình là y bằng e mũ trừ x bình phương, rồi mở ngoặc x bình phương chia 2 cộng hằng số c, và đây là c thuộc R. Đấy. Thì đó là hai hai cái ví dụ về cái phương trình tuyến tính cấp 1. Thì để thực hành liên quan đến hai cái dạng này đó, thì cái phương trình có biến số phân ly với phương trình di phân tuyến tính cấp 1 đó, thì các em xem cái bài tập ở phía sau của cái chương 3 này nhìn thầy ha. Thì phương trình di phân tuyến tính cấp 1 đó là thầy có chỗ tô màu vàng chỗ này nè, trong cái tài liệu của các em đó thì tô màu vàng đây, thì cái chỗ một bài tập 3.2 đó thì các em xem lại. Còn cái phương trình biến số phân ly á, thì các em chỉ xem cái ví dụ lúc nãy thầy nhắn tin trên cái group Zalo đó, xem lại kỹ mấy cái ví dụ đó nghe chưa. Thì trước khi đi vào cái phương trình di phân tuyến tính cấp 2, hệ số hằng số đó, cái phương trình này, cái mục 3.2 của mình nó chính là phương trình di phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng số. Thì trước tiên đi đi vào này thì chúng ta nghỉ giải lao một tí, nghỉ giải lao một tí rồi chúng ta đi, mới tiếp tục học. Rồi chúng ta tạm thời ngừng chút nha.